Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ tư và thực hiện tháng cao điểm nhân người nghèo năm 2024. Sáng nay 31 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn tổ chức trao quà cho người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thuận. Đến dự có ông Nguyễn Phú, trưởng ban dân tộc tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Như Anh, bí thư huyện ủy Thoại Sơn. Đoàn đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm 10 kg gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí đợt trao quà là 80 triệu đồng do Hòa Thượng Thích Tôn Quảng, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Bửu Sơn, vận động hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, nhằm chung tay với cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần động viên khích lệ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục chí thú làm ăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.